Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Sáng nay thì em tiếp tục có mặt trên cầu Khát Vọng để chơi. Như tập phim qua thì quý vị và các bạn đã biết là bà con tập kết xi măng, sắt thép vào để thi công cầu. Và sáng nay thì em vào đây để trực tiếp cho bà con là kè cái phần dọ đá ở đầu mố 2. Kè cái phía đường, cái đường cạp bớt ra cho nó rộng ra một chút. Phía bên này thì nó hơi cua và đường nhỏ nên là phải cạp cho đường rộng. Còn phía đầu cầu mố 1 thì ở trên nó lao xuống dốc, thì anh em sau này làm xong sẽ cho mở thêm một tí nữa là cái đầu đường bên mố 1 nó rộng hơn. Ngoài kia thì bà con đang đập nốt cái hòn đá. Hôm nay thì bà con đã ra làm từ khá là sớm rồi, đang đập nốt cái hòn đá mà hôm qua ở dưới mố 2 kia nó còn một ít. Rồi mình sẽ ra ngoài đấy trực tiếp cho bà con làm cái dọ đá. Đây, đào cái này hết nữa anh. Không, cái bên này không đào nữa. Đào mỗi hòn đá này đi cho anh thôi. Cái kia không đào á? Cái kia không đào. Đào mỗi hòn đá này làm cái đế cái chỗ này. Cho nó bằng bằng thôi nhá, đừng cho nó cao quá. Ơi, chuyển những hòn nhỏ nhỏ kia cho nhét vào những cái khe này đi, cho nó đầy vào. Đấy. Cho mấy hòn bé nó vào chỗ này này, bỏ hòn to đây ra anh ơi. Cho hòn kia xuống. Rồi, anh đậy nắp vào xem nào. Buộc vào đấy, kéo sang bên này. Buộc vào. Buộc bên này trước, dồn buộc bên này trước. Rồi, lấy dây thép đi. Lấy dây thép thì dây kìm buộc vào. Phía trên này thì em vẫn cứ chuyển đá từ đằng đầu cầu kia lại đằng này, xếp dọ kè đứng thành hàng thì cho nó đỡ mệt và đỡ phải đi lại, đỡ mất sức. Chuyển như vậy cho bà con đỡ vất vả đi. Xếp đằng này xong là sau đó là đưa vào đây thì nó gần hơn, xếp xuống cái dọ đá để vị trí này. Được bà con đi chợ rồi. Đây là bà con lấy nước rửa sạch cái đáy móng này, cái đế móng cho tới đá luôn. Chốc nữa là khoan neo. Anh ơi, chú ơi, chú chọc chọc cái đấy cho nó trôi hết cái đất đi đi cái. Đấy.
đây là con đang rửa cái đê móng này đi ra để cho nó trơ đá, trơ hết đá ra như này, phần neo. Đây là nguyên hòn đá liền khối này. Bên kia thì bà con đã xếp được hai giọ rồi. Ôi ôi. Đi cẩn thận chứ em. Lên đi, lên đi. Có sao không? Có làm sao không? Xuống dắt tôi. Dắt đi qua đã em ơi. Dắt đi qua đã. May quá không làm sao cả, tụt xuống đây thôi. Con này nó hơi khó đi một chút, đi qua thì bảo bà con dắt qua thôi. Bạn ấy phi đi qua, cái góc đấy phải cho tới đá cho em nhá, cái góc bên này cho tới đá nhá, moi cho tới đá đi. Đằng sau anh tới đá chưa? Cái chỗ anh đứng ấy. Cái gì đấy em? Hả? Măng thóc đi sát à? Mình ở để chơi chứ nhỉ? Mang ra tận ngoài này sát cả. Chở hai bao. Hôm qua có cầu gái là đi sắt thóc ngay nhỉ? Cầu tre đi được không hay là vẫn phải tăng bo? Tăng bo đấy. Vác sang à? Vác xong dắt xe sang mới đi được nhỉ? Lên dốc quá. Ờ, chỗ đấy dốc quá. Hôm qua bảo ấy, đánh xuống một tí. Đây phía trên này thì hôm qua bà con tập kết xi vào rồi. Vào đây hết rồi. Gói buộc cẩn thận. Đây chẳng cái dây thép này vào. Có mưa gió là nó ướt hết. Thì bên trong này con cũng bọc bạt này, phía đằng trong này rồi. Ván cốt pha và chuyển vào đây để đây. Đây giá. Chỗ này nó hơi chật một tí. Sắt phi 10 này làm đế và sắt cột. Chuyển vào đây 45 cây. Này còn mấy cây, mấy dọn đá nữa. Nghỉ chưa chú? Để cho lâu làm cơm ở nhà anh. À, nấu cơm ở đường à, nhà ấy. Ngay đầu đường đấy gì? Vâng. Thế bên kia thì buổi sáng nay là bà con gần hoàn thiện được 3 giọ. Phía dưới này thì mọi người đang lấy nước vào, rửa sạch đất và cho tới nền đá cũ á. Cái chỗ cái xẻng đấy bác ấy đứng là đá cứng hết rồi. Đục hẳn nguyên một hòn đá, một tảng đá lớn. Cái chỗ thấp này thì cũng moi tới đá rồi. Để khoan xong là đổ bê tông cho nó bằng cái nó chênh nhau chút. Nên là đổ bê tông nâng lên.
trong kia thì nguyên một hòn đá, đá xanh, màu xanh kia luôn. Bên này thì cho chỗ em sơn vạch đỏ đỏ, khoanh đánh khoanh tròn đấy, chỗ đấy nó mất một tí, chiều em sẽ cho bà con lấy nước rửa chỗ đấy đi cho tới đá, không sợ sau này là nó không tới đá là nó sẽ treo cái góc đấy, tới quét cho nó tới đá luôn. Còn phía từ đấy vào trong này là toàn trên đá hết rồi. Hai cái mố cầu hai bên thì rất là yên tâm bởi vì nó nằm trên một khối đá liền khối hết. Chỗ chú đang rửa đây là nguyên một hòn đá luôn. Cái chỗ lồi lồi này chiều phải tẩy ra một tí rồi. Cái chỗ đây này, chỗ anh tưới nước vào đấy. Cái cục đá đấy. Tẩy cho nó bằng cái chỗ đây đi cho em với. Thôi để chiều lấy máy đục đi. Chiều lấy máy đục đi. Giờ nghỉ trưa rồi anh. Nghỉ trưa vào bên kia đây, đây không ăn nước ở đây, đây vào bên kia ăn kia bên kia đây. Ờ, nấu cơm ở ngay trên trên đầu đấy à? Ngay đầu đường á. Ờ, đầu đường. Nhà sàng đấy. Dọn đồ đây là như của bạn. Bỏ bỏ em cái thước với cái lọ sơn vào cái. Vâng, cái đầu thôi, cái đầu đấy cứ để đấy được anh. Vâng. Để đấy đi. Để gọn vào đây. Dây các thứ đồ đạc cho gọn vào nhá. Anh em là lên trên nhà bác ở ngay đầu thôn này ăn cơm này, gặp con chim. Chim con này con mi. Bán kinh thật. Có bán không? Không đâu. Con này mua mấy triệu rồi. Thỏ. Thiếu mua. Mua cả thằng đó nữa. Đang gạ ba cái bán cho nhưng mà không bán. Con gái tặng. Chị chơi với tao. Chị chơi với tao. Cho mà bắn kinh thật. Mày cần đánh không? Các bác nào mà chơi chim thì biết về chim, như em thì không biết về chim lắm. Con này hot kinh thật đấy. Con này hot lắm. Đá mà vẫn hot. Đấy nhá, công việc buổi chiều hôm nay thì tổ trưởng cho bà con là đục nốt cho anh cái còn một tí đây này. Một tí đây và bên kia nữa nhá. Cho anh sơn nhỉ. Nó chỗ đấy nó ấy thì cào hết sạch đi, chỗ đấy nó bị đói một tí, cào hết cho tới đá nhá. Như bên này này, lấy nước và rửa như bên này đi. À, bên này nhá, cái chỗ này tí cho xếp nốt cái dọ kia đã. Xong còn cái khoảng 1 mét này này, lấy cái dọ 1 mét nhá, cái dọ ngắn đấy, bằng nửa cái kia kìa, nối vào đây nhá, để nó không trùng mạch. Mình làm như xây gạch ấy, nó không trùng mạch, tí nó lấy cái dọ dài nối đặt lên trên là nó cái chỗ nối nhau nó ở giữa hai cái dọ rồi. Như cái gạch kia. Xây như xây gạch ấy, nó không trùng mạch. Thôi cho bà con làm đi, triển khai đi. Thả máy đục xuống đi. Thả máy đục anh ơi. Anh gì đấy nhỉ? Anh xuống đục cho em trước đi. Đục nốt cái chỗ kia trước. Em đi nổ máy. Còn ý chỗ này thôi, đục nốt cho nó không bắn là được. Nó vuông là em ơi, anh bảo này, sáng nay em xếp đây bên này đúng không? Được. Chiều nay em xếp cho anh nối một cái dọ 1 mét ra đây nữa nhá.
chỗ này cho một cái cho cái đấy đầy đi, xong là nối một cái dọn ngắn ra vào chỗ này nữa. Đây này, xong là tí nữa dỗi thì bảo bà con lấy đất trên kia nhá, cho vào cái mang bên này đầm chắc vào cho anh ấy, lấy cây chọc chọc cho nó chắc vào cả cái khe bên kia kìa. Bên này thì anh đang làm cái ống để rửa nốt cái hố móng bên này cho nó nguyên, nó hở nguyên đá ra thì anh em sẽ cho bà con khoan neo luôn. Chỗ này đúng quá, làm ở chỗ này thôi, chỗ này là được, cho chỗ này này. Ở đây thôi, làm ở đây đi, đắp ở đây đi. Hả? Hơi quá, hơi quá. Không đi đâu. Đi đấy, thì nó đi. Nó trên. Ở đây tắt kéo bên kia đấy. Ờ. Chỗ này anh cào đi nhá, chỗ này em đánh dấu sơn này này, chỗ này nó đang bị thiếu một tí góc chỗ này. Trong này anh cào sạch đi cho em với, không rửa cho nó sạch đi để khoan. Bên đấy có cái cuốc nào không? Cho mượn cái cuốc thôi. Lấy to to một tí thôi này, lấy nước to một tí, về to một tí này. Lấy cuốc cào này, cào trong này đi. Phải là cái cuốc thôi. Đây là cái chỗ từ đây sang đây vuông vào đây nó khuyết một tí, nên là anh em bắt buộc phải đào xuống để gia cố cái chỗ này. Còn vào đến đây thì nó lại vào đến đá rồi, nó chỉ mất một tí chỗ này thôi. Đấy, đây là đá này. Hết đất đi, cho hết đất đi. Đây là chơi đá lại như này. Đây là đá liền khối rồi. Đấy, lấy chơ đá ra như này này. Rồi. Tắt máy đi, bảo trên tắt máy đi. Thế ơi, con máy tắt đi. Bảo chết đây này, đục nốt như thế này nữa là cái đế móng này đã hoàn thiện rồi. Vừa cho tẩy nốt cái chỗ kia để cho nó phẳng. Và sau bây giờ bà con dọn đi em sẽ khoanh lỗ và chia ô để khoan sắt neo nhá. Khoan sắt cắm xuống. Thay cái máy này sang cái máy khoan xuống nhá. Tí nữa em sẽ chia lỗ, chia khoảng. Vừa rồi vứt vào bên trong nhá, đừng để nó xô ra ngoài, để nó tí kéo. Từ từ đã, để anh xếp. Kéo nó lên đi, kéo cái hòn đấy vào. Cho nó vào đi. Rồi. Anh ơi, em bảo này.
Tí nữa xếp cái hàng thứ hai nhá. Thu cho em màu bằng cái vạch sơn này nhá. Vâng vâng. Đây này, em vạch ra kia rồi. Vâng vâng. Đào vào trong này. Đào kia là từ đây vào trong. Từ đây vào trong nhá. Lùi vào trong. Lùi vào trong và trong này anh đào lấp vào cái mang này xong rồi chỗ nữa nhét đá xuống nhá. Nhét đá vào cái những cái mang này này cho nó cứng ở trong này vào. Và, nhét đá vào trong này. Xong là giật. Từ đây vào trong. Giật dọ vào trong nhá, từ cái vạch này. Đứng bên ngoài từ vạch. Giấy lùi vào trong. Ok. Đào cái đấy xuống. Bên ngoài đấy thôi. Này. Cho mọi người là quan lỗ thắp neo. Quay đi. Trục lỗ cắt neo bên này cũng khoan hết lỗ neo mài đóng sắt mài khoảng xi và cắt sắt cắt pi 20 cắm vào những lỗ khoan này. Bây giờ bà con đã xếp đến tầng thứ hai rồi. Tầng thứ hai thì cho đánh dịch vào góc kia một tí nữa cho nó không trùng cái mối nối vì hàng trên xếp như xây gạch hàng trên nó dịch sang bên kia thì nó đưa cái mối nối sẽ vào tim của cái dọ thứ hai kia nó không trùng mạch. Giờ bà con lại chuyển tiếp tục chuyển đá trên này xuống đến thành dây giờ cũng khá là muộn rồi đang xếp tầng thứ hai bây giờ là 4:30 khả năng xin phép bà con là về trước để làm video. Còn mọi người làm nhá. Giờ muộn rồi em về Nghĩa Lộ ấy để làm video cái. Mày cứ về đi. Vâng. Các việc này cứ đi. Ta là tí 6 giờ tao về. Dạ. Chào nhá. Chào mọi người nhá. Tao sẽ chỉ chuyện anh em làm rồi. Có lẽ video tới đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập phim tiếp theo. Mình chế thôi.